nhiếp tâm được, cái tâm mình đừng vọng động được, thì được Phật nhiếp thọ phóng quang nơi dần chán mình nặng. Vậy là quý vị đã nắm được tay lái và quý vị tự lái con thuyền từ bờ mê trở về bến giác. À, bờ mê là cái bờ bên này mình còn mê đắm cõi hồng trần là mê, mà mình buông cõi hồng trần thì về giác. Giác là biết được sự thật, đâu là giả, đâu là sai, đâu là đúng. Mà đi cái đúng thì nó trở về chân như mới là đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. À, để tiếp theo cái chương trình để trả lời câu hỏi cũng bao nhiêu người mong mỏi muốn hiểu được cái nghĩa để mình hành đạo cho nó vững chắc hơn, thì tôi cũng không ngại để đi sâu vào vấn đề để giải đáp cho quý vị sẽ từng tự để nghe. Nếu có nếu có sai thì mình bỏ qua nghe. Nghĩa là thầy nói niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, thì cái chữ A Di á là thầy muốn kêu mình trở về cái pháp môn tịnh độ. Mà cái pháp môn tịnh độ, thầy cho biết rằng ấy, môn tịnh độ là phương cứu cánh gắn phụng hành kéo phụ Phật xưa. Nghĩa là đây là con đường duy nhất mà thầy đã khẳng định rằng là đây chỉ có con đường này một, là mình sẽ trở về pháp môn tịnh độ này, là cái pháp môn tối thượng. Mà chỗ khác thầy nói là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiếng, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ dốc giải khuyên. Thầy gốt gọn luôn trong đó là coi như hãy trở về hành pháp môn tịnh độ. Rồi chỗ khác thầy nói nữa, thầy nói câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, con gắng niệm Phật đi, chung cuộc con biết con là ai mà con về được hay không. Ý thầy muốn kêu con hãy trở về đi, tâm con thanh tịnh đi, nghĩa là hãy lắng lòng vô bên trong mà tìm Phật của mình đi, rồi mình sẽ được giải thoát thôi. Mà muốn tìm Phật thì mình phải buông bỏ bên ngoài mới vô bên trong được. Cái tâm mình nó vọng động nó như là biển vậy, rồi làm sao mà nó thanh tịnh được, phải không? Cho nên là cái pháp môn tịnh độ là mặc dầu là niệm Phật, nhưng mà mình mượn cái câu niệm Phật để rồi là nó diệt cái niệm chúng sanh. Mà niệm Phật muốn cho đạt thì phải thành thập thiện, thì sự niệm Phật nó mới có hiệu quả. Hành thập thiện tất nhiên là mình diệt 10 điều ác thì 10 điều thiện nó mới có hiện ra. 10 điều ác là sao? Là sắc sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ và mê si. Đó là 10 điều ác. Thì 10 điều ác này nếu mình diệt thì nó trở vô 10 điều thiện. Ví dụ như bây giờ con cá mình không giết mình phải tha nó thì mình thiện quá, thì còn cái gì nữa. Mình không ăn nó thì nó còn có sức sống. Đó, rồi không lẽ nó lóc lóc trên bờ mình không giết nó, mình cũng lụm thả cho nó lội để nó chết sao? Mình không ăn bỏ không nó cũng chết. Đó thì nó thể hiện ra lòng từ bi liền. Cho nên là nó mình không làm điều ác là tất nhiên cái điều thiện nó sẽ hiện ra thôi. Như vậy đó thì cái sự niệm Phật á thì phải hành thập thiện thì sự niệm Phật nó mới hiệu quả, là bởi vì lúc này nó đầy lòng từ bi, đầy lòng bác ái rồi.
Thì cái vô cái chỗ mà ăn chay là chay được tánh rồi chay tâm mới quý, nó vô tới tâm luôn rồi. Còn cái người ăn chay mà chay tề chánh thân tâm vị chi chay là ăn chay mới bên ngoài thôi, còn mình vô được bên trong đó thì lúc này nó mới là tuyệt vời. Cho nên là thầy muốn dẫn mình vô cho cái chỗ là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu. Thì như vậy á, mình dùng cái pháp môn niệm Phật của thầy là nó tuyệt đỉnh rồi, mà mình niệm, mình chuyên, mình trì, mình nắm, mình hiểu cái cách niệm là tôi đã nói với quý vị hàng ngày đó, thì là mình phải phải buông bỏ muôn, trở về tâm thanh tịnh, mình tìm thấy cái tâm mình nó trống rỗng, lấy trí quan tâm rồi này coi, vân vân. Thì như vậy đó thì nó có cái cách rồi, tôi đã chỉ cái cách, cái con đường cho quý vị đi, rồi quý vị về đó đi. Quý vị nào mà có duyên tôi cứ thực hành đi, thời gian rồi đó là từ cái chỗ cái kiếp xưa của mình đó là một thần thú, là một quái thần, là nóng giận, nhưng mình đã niệm rồi, quái thần này nhận ngũ sắc ở trên là nó sẽ hiệp. Ơ wow nữa à, sẽ trở về bằng cặp mắt thôi, là cặp mắt thần nó nhìn xem khắp cõi luôn, thì nhìn thấy thú hay là ma hay là quỷ là yêu hay cái gì đó, là người ta giới gì hiệp với mình thấy hết, biết hết. Như vậy là nó quá tuyệt vời. Còn nếu mình không có niệm vô đây được á, thì người ta trở về người ta còn cái tâm thú, người ta còn cào cấu, người ta còn cấu xé với nhau, và nó còn gọi là cái tánh thú đó. Còn bây giờ mình hiệp về thì gọi là tánh người, giống như bây giờ người mà mình hiệp về là mình tánh Phật, còn thú hiệp về là tánh người, mà người hiệp về là tánh Phật. Đó, nói cho quý vị biết là từng cấp rồi mình đó, là nó bỏ đi cái cấp thần, nó đạt, nó vượt lên. Nếu thần bỏ cái sân đó thì thần sẽ đưa bước lên được cái giai là Bồ Tát. À, Bồ Tát trải rộng nhá. Như vậy thì để trở lại cái câu nói là niệm A Di thì nó dẹp cái lòng sầu. Vì sao mà sầu? Bởi vì mình còn mê á, thì cánh hồng trần này thầy nói như tạo biển mênh mông mà, cho nên là vô đây là rồi là nó khổ đau. Ừ, coi như là cái Tiếp theo là cái câu mà ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu. thì như vậy mình trì cái kinh là sao? Kinh là mình tìm hiểu nghĩa cái kinh. Kinh là thầy muốn nói những cái cốt yếu, mình cần phải làm gì, làm người phải làm sao, rồi đối nhân xử thế như thế nào, rồi là đối với trời Phật, đối với thần thánh, đối với mọi người đó. Thì như vậy đã chỉ, thầy đã chỉ hết rồi, cách đi đứng ăn nói sao thầy cũng chỉ chứ. Bây giờ tôi không có nói là nó dông dài lắm, chỉ nói lướt qua cho quý vị là mình trì kinh kệ để mình tìm hiểu cái nghĩa, hiểu nghĩa rồi làm theo thì đắc đạo. Rồi bây giờ mình trở về hành pháp môn tịnh độ, trì kinh kệ hoặc mau lâu. Mau lâu là sao? Bây giờ mình hiểu được cái nghĩa rồi mình vô mình hành. Quý vị nào mà có cái căn duyên xưa, ví dụ như ông bà mình xưa hay là nhiều kiếp xưa mình đã tu chứng đắc rồi, thì hôm nay cái sắc hữu chỉ cần hiểu được đạo, chỉ cần phát tâm hướng về đạo, quý vị chỉ cần niệm Phật. Có khi có nhiều người gặp tôi chừng 2 ngày, có khi có người chừng khoảng 30 phút thôi là họ đã nắm được chủ nhân ông rồi. Bởi vì cái kiếp xưa đã đạt rồi, kiếp xưa nó hiệp về dày cái nó hiện lên liền, là kiếp xưa người ta đang hành chứ không phải kiếp này. Nhưng mà nặng cái chán liền, nói bây giờ tôi đang nặng cái chán rồi, thì cái người đó đã thấy chủ nhân ông rồi. Thì giống như cái đèn đã thắp lên rồi, thì quý vị tự thắp đèn, không cần phải hột quẹt của tôi là cái người cầm hột quẹt đến mồi cho quý vị sáng lên thôi. Rồi sáng rồi quý vị bỏ tôi, quý vị cứ nắm cái đèn đó mà đi thôi, đâu cần hột quẹt, đâu cần nhắc tới nhắc lui với quý vị làm gì nữa đó. Quý vị, tôi chỉ là cái hột quẹt để đốt cho cái đèn quý vị sáng thôi, rồi cháy lên cứ vậy thắp đuốc lên mà đi đó. À, hoặc trì kinh kệ hoặc mau lâu. Mau lâu là tùy cái nhân duyên của mỗi con người rồi, tùy cái nhân duyên của mình. Nếu mình hạ quyết tâm thì trong vòng một đêm hay trong vòng một tiếng đồng hồ nào đó mình nhiếp tâm được, cái tâm mình đừng vọng động được, thì được Phật nhiếp thọ phóng quang nơi dần chán mình nặng. Vậy là quý vị đã nắm được tay lái, và quý vị tự lái con thuyền từ bờ mê trở về bến giác. À, bờ mê là cái bờ bên này mình còn mê đắm ở cõi hồng trần là mê, mà mình buông cõi hồng trần thì về giác. Giác là biết được sự thật, đâu là giả, đâu là sai, đâu là đúng. Mà đi cái đúng thì nó trở về chân như mới là đúng, trở về cái chân mới là đúng, nghĩa là chân mới là lý đó. Chân mới là tánh, mới là chánh, mới là đúng, mới là như như đó. Như vậy đó thì thầy chỉ gõ gàng chỗ đó. Thì quý vị nào
Chỉ cần nhìn thấy cái cõi hồng trần đi mà ông nói thêm cái chỗ nữa đó, là phải gõ cái nghiệp duyên này trần cấu tạo. Cái nghiệp duyên mình cấu tạo là mình làm cái nghề gì thì nó có nghiệp nấy. Mà bây giờ mình sao? Mình chuyên cái nghề tu thì cái nghiệp gì quý vị? Chuyên nghề tu nó sẽ cái nghiệp đắc đạo. Mình chuyên tu quá có ngày mình sẽ đắc đạo thôi. Còn mình chuyên làm ác thì sao? Mình chuyên làm ác thì mình phải đọa địa ngục để mình phải trả đền mạng người ta. Mình đâm giết xuống dưới, đâm giết mình lại đó, thấy không? Cho nên là mình chuyên phải gõ cái nghiệp duyên của mình, cái duyên của mình làm như vậy, mình làm hiền làm lành giúp đỡ mọi người thì mình sẽ được hưởng được những cái ưu ái của bà con, sẽ đem đến với mình, người ta rất là hài lòng với mình, những cái câu chuyện của mình đang làm và đang nói, mặc dù không thấy được nhưng mà mình nói lên là ta cảm nhận được, cảm nhận rất là sâu. Vì bên nghe quý vị đã có phần căn hết rồi, cho nên là tôi chỉ cần nói lên vài câu là quý vị nghe thấy thích, nhưng mà nói đi nói lại để cho nó vui. Xa cách nhau, không gần gũi nhau thì chỉ nghe lời nói cảm thấy lòng nó nhẹ nhàng và nó thanh thoảng, để nó buông cắt đi cái suy nghĩ của dòng đời. Một ngày làm việc nó mệt mỏi quá, bây giờ bắt lên nghe ông Bảy ông tâm sự dài câu nghe xong mà nó thích thú làm sao, mong ngày nào đó gặp lại ông Bảy thì tâm tình nó vui ơi là vui, ông nói giống như cảnh tiên giáng hạ. Nó thỏa thích vô cùng. Rồi. Đó, đúng rồi, đó. À, rất là tuyệt vời quý vị ơi. À, đúng vậy đó, thành thử ra nó vui dữ lắm. Bởi vì thầy nói là cũng có ngày kia ta giải thoát, khi mà mình đã hiểu được rồi thì mình giải thoát chứ gì đâu. Bây giờ tôi biết tôi cầm này là sai rồi, tôi buông xuống nó nhẹ, tội gì tôi phải cầm chứ nó cực khổ vậy. Thấy không? Cầm hoài vậy đó, leo lên núi đã nặng rồi mà còn ôm thêm một ba lô đồ nghiệp trần này, bây giờ buông xuống nhẹ quá. Nhưng mà đối với cái người tu sĩ thì buông thì nó dễ, nhưng mà cái người cư sĩ như chúng cháu đây còn vợ con làm ăn thì cũng phải kiếm đồng tiền để mà mưu sinh cuộc sống hàng ngày, thì cái đó thì chắc lẽ là có buông cái nghiệp duyên như rồi bây giờ các vị tu sĩ thì hiểu rồi. Bây giờ nói luôn cái này để cho nó dính luôn mọi người nè. Dạ. Mọi người đều nằm trong cái hoàn cảnh này, cứ cho rằng là vợ tôi phải lo nè, con tôi phải lo nè. Dạ. Rồi cái tâm tư này nó làm cho mình bị quẩn đi quẩn lại hoài trong chỗ này, mà tôi cho rằng cái trách nhiệm tôi phải lo đúng. Cho này rất là chính xác, không có sai. Nhưng lo cho gia đình, cho vợ là giờ nào lo là lo, giờ nào niệm Phật là niệm Phật, giờ nào công đức là công đức, cái nào nó ra cái nấy, đúng không? Bây giờ tôi cắt công lúa, tôi lấy tiền công lúa, tôi đào một lễ đất là tôi hưởng tiền lễ đất, mà tôi cắt được nấm rau tôi hưởng tiền nấm rau. Rồi bây giờ tôi trở về nhà tôi lo cho vợ tôi là giống như tôi đang cắt cái nấm rau này cho vợ tôi trong một ngày. Thì cái ngày này là tôi hy sinh hết cho vợ tôi, không còn nghĩ tưởng gì nữa hết. Không có công đức gì vô trong này hết. Đây là bổn phận làm chồng, bổn phận làm cha tôi phải làm. Rồi ngày mai này là tôi đi làm từ thiện. Tôi hy sinh hết một ngày cho từ thiện. Rồi bây giờ lát nữa đây tôi vô niệm Phật là tôi phải hy sinh hết một tiếng này tôi vô tôi ngồi niệm Phật. Tôi cắt hết dòng đời. Như vậy quý vị thấy nó từng món một để mình hành. Thì cái nào nó ra cái nấy. Ví dụ như bây giờ tôi niệm một tiếng này, rồi mai một tiếng nữa, rồi tối một tiếng nữa, mốt một tiếng nữa, nó dài, rồi cái đó tôi cộng lại một thời gian, một chu kỳ để tôi tìm thấy tâm tôi chừng nào nó được, nó bình và được tịnh thì phát huệ. Còn bao nhiêu cái chuyện dòng đời thì làm thì làm. Đừng có sân si nhân ngã trong đó, đừng có giận hờn trong đó. Thì lúc mình đối nhân xử thế, mình phải đem cái chỗ giáo lý thầy ra. Bây giờ mình phân biệt đúng sai là nhân ngã nè, rồi mình giận hờn ta là sân si nè, chớ nóng nảy sân si hư diệt nè. Đó, thấy không? Thì như vậy đó, mình hiểu được cái vậy, mình đem cái đó ra mình xài thì nó từng nơi từng lúc mình phải hài hòa, nghĩa là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra, phải đoan chánh hiền từ, phải không? Tích thiện thì tường có phước dư, bằng tích ác quả ương đâu đâm. À, thì mình ổng kêu mình trì kinh kệ chi để mình thuộc như vậy, để khi mà nó gặp cái cảnh như vậy mình suy tư trong đầu, mình đem câu đó ra để mình bịch biện luận coi đúng rồi, vậy thì mình phải nhẫn, phải nhịn, phải chịu, rồi phải làm. Thì bây giờ giờ này vô niệm Phật, cái ý mình cắt, giờ này là giờ niệm Phật, không có chuyện nghĩ cái chuyện vợ con hơn thua đúng sai gì trong này hết trơn.
cắt cho nó chân như. Rồi vậy là nó chân như. Còn bây giờ vô bình thường nó không tính, mà vô ngồi niệm Phật nó tính ngày mai này, để coi mai này mận gì ta, rồi đi rồi đó gặp ông nào ta, rồi bây giờ cái đó vậy rồi sao. Rồi ví dụ như bây giờ Tiến Dũng đi, cô đó cũng gửi nhiêu, rồi bây giờ mình cho hết nhiêu, rồi còn lại nhiêu, cái này đem về đâu, nó ngồi nó tính hết, ông này nó tới, ông kia nó tính, ô rồi hết một tiếng đồng hồ nó vô toàn là tính cái chuyện tiền bạc không, chứ có niệm Phật được câu nào đâu. Đó tôi nói cho quý vị thấy được cái chỗ đó, cho nên giờ nào việc ấy đó. Rồi muốn tính cái gì thì qua khỏi cái chỗ bây giờ cúng đi, rồi tính qua khỏi cái giờ niệm Phật đi, tính nó vô cúng mà cũng tính nữa. Cái miệng thì đọc, cái tâm thì đọc, mà cái trí nó tính. Cái đó con cũng có bị dướng đó. Có, ai người đời ai cũng có luôn. Tôi nói là đúng tâm lý của mọi người luôn á. Còn nói mà nghệ sĩ đó ha, thì vô mà nghe bên bển ca cái bắt đầu ngừng lại đó, nghe nó xuống giọng cổ một cái thiệt mùi gì đâu. Đó. Cái sĩ tại gia là hay bị dướng vào vấn đề đó, như trong đang lúc mà công phu niệm Phật đúng không phải? Rồi. Là hay nghĩ tới dòng cứ tự nhiên. Có khi nghĩ tới cái việc 3-4 ngày trước, 4-5 ngày trước vậy đó. Đó, vậy đó, cho nên bây giờ tôi nói để cho quý vị biết cái đó là cái điểm yếu, thì như vậy thì hoặc gì kinh kệ hoặc kia tại giải thoát thì người ta hiểu được cái nghĩa đó. Giải thoát ta gõ đâu mà. Mình sắp xếp cái công việc rồi phù hợp với vậy ha. Rồi, hết. Vậy là hết cái câu văn đến đây rồi.